Chào các bạn, kỳ này thì Nhật Thanh nó muốn chia sẻ thêm một lần nữa về khái niệm giảm cân. Trước khi mà mình vô những cái động tác tập cho mình săn chắc cơ bắp thì tại sao Nhật Thanh không nói về giống như là mình giảm cân trong một tuần hay 2 tuần, 5 pound hay 10 pound, mình làm thật là lẹ, mình giảm thật là lẹ cho nó khỏe hơn không? Nhưng mà các bạn thấy, để ý đi, khi mà mình làm cái gì mình ép mình vô một cái khuôn khổ quá gắt gao, nhưng mà sau khi mình đạt đúng cái tiêu chuẩn của mình muốn rồi thì mình nghĩ rằng ok, mình xong rồi, mình trở lại bình thường. Khi mà các bạn bung rồi á, thì bao nhiêu ngày mình bị ép như vậy, cái gì mình bị ép á, thì các bạn sẽ rất là dễ bị bung. Rồi mình ăn cái này, mình uống cái kia, mình không có giống như là control mình, thì mình rất dễ tăng cân lại bình thường. Thì bao nhiêu ngày qua cực khổ của mình, nó giống như là mình bỏ sóng bỏ biển rồi. Bởi vậy cái cách chia sẻ của Nhật Thanh là tạo cho mình một cái thói quen không ép uổng các bạn gì quá gắt gao. Các bạn thấy không, mình vẫn ăn được một ngày 4 cữ 3 cữ, ăn bình thường hết trơn á, chứ không có phải là mình ép uổng vô một cái gì quá gắt gao. Nhưng mà khi mỗi bữa cơm Nhật Thanh chia sẻ, giống như là mình ăn cơm, mình ăn rau độn với cơm, nhưng mà mình ăn không phải là mình nói ăn rau mình muốn thả dàn, mình ăn giống như căng cứng cái bụng của mình luôn. Các bạn cũng không nên làm như vậy. Mình ăn, khi mà mình ăn trong cái bao tử của mình cảm thấy giống như là mình chừa cho nó một cái khoảng trống các bạn. Mình cảm thấy no là mình ngưng. Mình cảm thấy no là mình ngưng, chứ không phải là mình ăn căng cứng cái bao tử mình luôn. Mình dồn bao nhiêu rau mình ăn căng cứng luôn, vậy là không có tốt. Tại vì cái bao tử của mình nó có một cái chất axit giới hạn để nó tiêu hóa đồ ăn. Giống như các bạn nghĩ đi, một chút axit như vậy, một ly nước pha vô thì ok, nhưng mà các bạn bỏ vô một ga lông nước bự như vậy, một có chút xíu axit như vậy thì rất là khó tiêu hóa, rất là khó tiêu hóa, và nó ứ động trong cái bao tử của mình cũng không có tốt. Bởi vì khi mà mình ăn á, giống như là mình ăn vừa đúng cái bụng của mình cảm thấy no là các bạn ngưng, mình chừa cho nó một cái khoảng trống. Với lại mà mình mà ăn nói về giống như là y học, mình mà ăn cái bao tử mình nó càng ngày nó càng giãn thì rất dễ sau này nó sẽ đẩy cái bao tử của mình lên trên cái xương ngực của mình, làm cho mình bị bệnh trào ngược dạ dày. Rồi nó giống như bị cái bong bóng á, một cái nhỏ nằm ở trên cái xương trên đây của mình và một phần nằm ở dưới. Bởi vậy mình tránh cái tình trạng mình ăn quá căng và làm cho cái bao tử mình quá giãn. Thì Nhật Thanh không muốn nói tới cái đề tài đó, đó là về y học. Nhưng mà mình nói tới cái chuyện giảm cân. Mình ăn á, khi cái bao tử của mình cảm thấy vừa đủ no là các bạn ngưng liền. Mình không có nên ăn quá nhiều, cho dù là rau, để nó căng quá thì không có tốt. Và khi mình ăn xong á, thì mình có thể mình ngồi nghỉ một chút xíu. Dĩ nhiên rồi, mình ăn no mà, mình ăn xong mình ngồi nghỉ một chút xíu, nhưng mà mình cũng phải đứng lên, mình đi tới đi lui, mình làm một cái chuyện gì đó. Mình biết các bạn đi làm về rất là mệt, mình mệt đó, là mình sẽ ăn xong là mình muốn nằm xuống mình ngủ hay mình nghỉ một chút xíu gì đó. Nhưng mà chính những cái đó sẽ làm cho mình rất dễ bị mập, tại vì đồ ăn nó ứ động, nó nằm ở đó, nó không được tiêu hóa. Thì mình tốt nhất là mình sau khi mà mình ăn, mình ngồi nghỉ được một chút xíu là mình phải đi tới đi lui, mình làm cái gì đó để giúp cho cái đồ ăn của mình nó được tiêu hóa. Và có những loại rau và có những loại nước giúp cho mình giống như là các bạn muốn hỗ trợ thêm để giúp cho cái sự tiêu hóa của mình được tốt, đồ ăn nó tiêu hóa. Không biết các bạn biết lá mơ hay không, mình biết rằng các bạn nói lá mơ rất là hôi, khó chịu. Nhưng mà thí dụ trong mỗi bữa ăn cơm chính của mình thì mình có thể nhai khoảng chừng 2 hay 3 lá thôi, mình không cần ăn nhiều lá mơ. Chẳng hạn như các bạn biết mà, thịt á, thịt rất là khó tiêu nha, chứ không phải dễ đâu. Nhất là các bạn trong bao tử mình thiếu chất axit thì thịt rất là khó tiêu, không thể lấy những cái chất dinh dưỡng ở trong thịt ra và rất là khó tiêu. Nhưng mà lá mơ, bởi vì các bạn thấy không, nhiều người ta ăn thịt gì ta hay kèm chung lá mơ lắm, là tại vì nó giúp cho cái sự tiêu hóa cái thịt đó nó rất là lẹ. Bởi vậy nếu mà bữa cơm chính của mình có thể ăn 2 hay 3 lá thôi, không cần ăn nhiều, và một ngày mình chỉ cần ăn một lần hay hai lần.
Như vậy thôi, nhưng mà không phải là ngày nào mình cũng ăn vậy. Hôm nay mình ăn lá này thì ngày mai mình ăn loại rau khác, chẳng hạn như mình có thể ăn rau tí tô nè. Tí tô các bạn cũng không cần ăn quá nhiều nữa, mình ăn chừng vài lá thôi. Những cái loại rau sống của mình á, nó hỗ trợ cho cái sự tiêu hóa của mình cũng khá tốt. Chẳng hạn như nè, rau quế nè, tí tô nè, tầng dày lá nè, rồi rau húng lủi nè, lá mơ nè, và có rất nhiều loại rau sống khác, nhưng mà Nhật Thanh tạm thời không nhớ hết, thì các bạn có thể tìm hiểu, thì mình kèm chung với bữa ăn của mình ăn chừng vài lá thôi các bạn, không cần nhiều, và một ngày mình có thể ăn một hay hai lần. Hôm nay mình ăn lá này, ngày mai mình ăn lá kia. Cái trường hợp Nhật Thanh nói chẳng hạn như là các bạn không thích sử dụng nước chanh mật ong, tại vì mình cứ nghĩ sử dụng nước chanh với mật ong thì mật ong mà mình cứ nghĩ nó ngọt quá thì mình sợ mập. Nhưng mà cái mật ong á, chất đường của nó ít hơn đường bình thường của mình rất là nhiều. Mình pha, nếu mình pha ít á, một ngày mình uống không sao hết trơn á, mình uống chừng một muỗng thôi thì không sao hết trơn các bạn. Nhưng mà nếu mà các bạn, mình biết rằng các bạn không thích, mình đang giảm, mình cũng không có muốn đụng gì ngọt quá nhiều, thì mình nghĩ rằng các bạn không thể nào mà uống nước chanh không được hết trơn, phải có một chút xíu gì ngọt. Nhưng mà nếu mà uống nước chanh với mật ong ấy, cũng giúp cho hệ thống tiêu hóa của mình khá tốt, khá tốt đó. Rồi mình có thể sử dụng giấm táo nè, thì mình biết các bạn nghe rất nhiều về hái giấm táo. Giấm táo thì mình có thể uống trước bữa ăn hay sau bữa ăn không thành vấn đề. Có các bạn ấy, có vấn đề về bao tử thì mình không có thích uống trước khi bữa ăn, tại vì nó rất là cồn cào ruột, thì mình có thể uống sau bữa ăn. Mình uống như thế nào? Mình không uống quá nhiều như những người khác, mình uống một cái ly nhỏ khoảng chừng 8 ao thôi, mình bỏ một muỗng cà phê thôi các bạn, không cần quá nhiều, tại vì mình chỉ hỗ trợ thêm cho cái sự tiêu hóa của mình thôi. Trong tại vì bình thường mình cũng ăn bình thường, mình đang giảm cái lượng ăn của mình, nên mình không cần uống quá nhiều giấm táo để làm cái gì, mình chỉ hỗ trợ thêm. Thì các bạn có thể sử dụng một cái ly nước 8 ao, mình bỏ một muỗng cà phê thôi, mình uống sau khi mình ăn không thành vấn đề gì hết. Đó là hỗ trợ tiêu hóa, cái đó là trong bữa cơm chính mình nha. Chứ bình thường thí dụ mình ăn salad với trái cây không, cái bữa mà mình ăn salad với trái cây không, các bạn không nên uống nước giấm táo, hay là mình hỗ trợ những cái kia thêm không cần thiết, tại vì nó không có nhiều trong bao tử của mình. Nhưng mà bữa cơm chính mà mình ăn có cơm, có cá, có thịt, có này cái kia thì các bạn hẳn uống thôi. Thì mình chia ra giống như ngày này mình uống cái này, mình ăn cái rau này, hay là mình uống cái này, mình ăn cái rau kia để hỗ trợ thêm cái sự tiêu hóa thôi. Chứ hả, đừng bao giờ dùng một thứ duy nhất và mỗi ngày như vậy thì không có tốt, không có tốt đó. Thì cái đó là phần hỗ trợ. Và sau khi ăn các bạn nên ngồi nghỉ một chút xíu, rồi mình đi tới đi lui, đi tới đi lui. Và mình á, thí dụ á, mình tránh ăn những cái gì quá nặng quá giống như khó tiêu hóa, như là xôi nè, các bạn cũng giảm bớt ăn xôi. Mình ăn thí dụ ít vừa phải thôi thì ok, nhưng mà xôi cũng làm rất là khó tiêu, ứ đọng trong bao tử của các bạn. Rồi á, mình tránh ăn bánh, những cái bánh bông lan này nọ, những bánh bột tinh chất tinh bột quá nhiều. Mình cuối tuần thí dụ các bạn đi đi sinh nhật đi, bạn bè mời mình ăn một cái ha, cái bánh bông lan, một miếng bánh bông lan nhỏ thì không thành vấn đề gì hết. Đó là cái không có thành vấn đề gì hết các bạn. Chứ mình nói tôi đang ha, tôi đang giảm cân, tôi không có ăn đâu, tôi không có ăn đâu, mình làm vậy bạn mình rất là buồn, nhưng mà không có thành vấn đề gì hết. Nhưng mà Trực Thanh nói cái thói quen hàng ngày giống như mình tránh ăn giặt, tại vì khi mà các bạn càng ăn giặt á, các bạn càng tăng cân rất là nhiều, như bánh nè, rồi cái những cái chất tinh bột làm cho mình tăng cân rất là nhiều. Mình chỉ chú trọng vào những cái bữa ăn của mình thôi. Nếu mà mình muốn ăn gì mình bỏ vô trong cái bữa ăn của mình thì mình biết ăn cái bụng mình vừa đủ tới đó là mình ngưng. Giống như mình ăn một cái bánh hay cái gì đó thì mình sẽ giảm cái phần bên đây, thì cái bụng các bạn chỉ có nhiêu đó thôi, chứ mình đừng có vừa mới ăn cơm xong hỏi nữa một tiếng sau mình ăn cái này ăn cái kia, thì quá trình giảm cân các bạn sẽ không có hiệu quả, không có hiệu quả đâu. Và trước khi ngủ 2 tiếng đồng hồ các bạn không nên ăn cái gì nữa, tại vì mình muốn cho những cái gì
còn lại trong bao tử của mình nó được tiêu hóa. Nếu mà mình ăn quá trễ vừa làm cho bao tử của mình nó sau này nó có cái vấn đề mà mình lại mập nữa các bạn, thì mình không nên ăn trước khi ngủ 2 tiếng đồng hồ nha. Và mình tập một cái thói quen rằng mình thường xuyên mình uống nước. Khi mình uống nước như vậy thì cơ thể của mình nó đầy đủ nước thì nó vận chuyển rất là tốt, rồi nó tẩy những cái chất độc, những cái chất dơ ra ngoài, rồi những bộ phận trong cơ thể của mình rất là cần nước. Nhật Thanh nói như vậy không phải là mình uống một lần là ga lông nước như vậy các bạn, không phải như vậy, đó quá nhiều. Và mình tùy theo thể trạng cơ thể của mỗi người lớn nhỏ ra sao nữa, thì như Nhật Thanh á, một ngày mình uống 4 bình 16 ao. Mình không có uống một lần một bình quá nhiều, mình giống như là mình uống hết một bình như vậy, mình không uống như vậy. Mình uống như vậy rất là sai phương pháp và làm cho thận mình và tim mình rất là mệt. Mình uống tạm thời mình không thấy gì, nhưng lâu ngày cái thói quen của mình làm thận mình, tim mình có cái vấn đề đó. Tại vì mình dồn vô một lúc để cho thận với tim của mình làm việc á, thì nó rất là mệt. Bởi vậy mình nên uống cách khoảng giống như là lâu lâu lại mình uống chừng một chút xíu nước như vậy, mình uống một chút xíu nước như vậy, và mình uống như vậy, và mình chia ra một ngày Nhật Thanh uống tới 4 bình nước để giúp cơ thể của mình có một cái lượng nước vận chuyển trong cơ thể, lọc trong cơ thể của mình đó, thì rất là tốt. Và khi cái mình uống nước như vậy cũng làm cho mình cảm giác thấy bớt đói, giống như là mình muốn ăn nhiều quá thì cũng bớt. Nhưng mà một ngày các bạn ăn 3 cử hay 4 cử như Nhật Thanh chia sẻ thì không có không bao giờ cảm thấy đói đâu, không cảm thấy đói. Và Nhật Thanh xin nói lại cái vấn đề giấm táo, và khi các bạn uống nước giấm táo như vậy thì mình nên dùng cái đồ hút, mình hút, mình để trong miệng mình hút, chứ mình không có thể nào mình uống bình thường như uống nước. Tại vì nhiều khi mình uống như vậy, nhiều khi răng các bạn hay nút răng các bạn có vấn đề thì mình cảm thấy ê, rất là khó chịu. Và mình uống lâu ngày có thể mình cảm thấy khó chịu cái hàm răng mình cảm thấy nó ê. Thì tốt nhất Nhật Thanh thấy, tại vì Nhật Thanh hồi xưa uống giấm táo rất là nhiều, hầu như là mỗi ngày mình đều uống để giúp cái sự tiêu hóa của mình. Thì Nhật Thanh lúc nào cũng sử dụng cái ống hút hết trơn các bạn, mình hút thì sẽ không làm cho mình bị đau mấy cái nú răng với cái răng của mình, và mình uống vô mình không cảm thấy ớn nữa, mình hút vô rất là lẹ. Các bạn để ý đi, cái gì mà mình uống mình hút vô thì nó rất là dễ, nó rất là lẹ, nó không có giữ trong cái miệng của mình, mình không có khó chịu. Thì các bạn nên sử dụng cái ống hút nha. Và thôi, Nhật Thanh xin ngưng video ở đây và xin hẹn các bạn kỳ sau nha. Phương pháp của Nhật Thanh không có ép buộc các bạn giống như là quá gắt gao, thì sau này mình không có tập thành một cái thói quen được, rất là khó. Phương pháp của mình rất là nhẹ nhàng, nhưng mà tập mình thành một cái thói quen, và sau này mình để ý cái sự ăn uống và mình control của mình rất là dễ dàng, và mình không có thể nào mình tăng cân được hết trơn á. Mình chỉ có giảm cân và giữ nguyên cái tình giống như là cái thể trạng của mình hiện tại thôi, chứ không thể nào mà mình tăng cân được các bạn. Mình tạo cho mình một cái thói quen, mình để ý thôi, và mình ăn những cái gì giống như là cho sức khỏe và cho cơ thể của mình. Sắc đẹp là một phần, nhưng mà sức khỏe rất là quan trọng các bạn. Thôi, Nhật Thanh xin hẹn các bạn kỳ sau nha. Bye bye, hẹn các bạn kỳ sau.